Xin chào tất cả anh em nhé. Chương trình lại lên dích hú con game nêu 79 anh em. Với vốn là 18 anh em ạ. Vừa làm mấy tay thấy lố anh em ạ. Giờ được pha như thế này không biết có ngon không em. Nếu anh em nào muốn giao lưu con game nêu 79 này thì mình có để link dưới phần mô tả bình luận cho anh em đăng ký anh em. Khi anh em đăng ký anh em sẽ nhận được 39k anh em. Và khuyến mại nạp đầu thì 100% nha anh em. Chắc anh em sẽ thích cái khuyến mại đấy anh em ạ. 418 quay mấy tay xịt được quả miễn phí 10 lượt quay không biết có lấy lại được vốn không em ạ. Mong là pha này sẽ nổ mắc win anh em ạ. Mình thấy quay hú con game Neo 79 khá ngon anh em ạ. Nếu anh em đam mê về cái bộ môn quay hú ấy thì anh có thể đến với con Neo 79 quay hú anh em ạ. Con này thì mình chơi được gần tháng rồi. Rút thì cũng rút khá nhiều rồi. Quay cái hú mắc 60.000x với lại thần tài anh em ạ. Hôm nay tìm thấy cái món này cũng khá ok, quay nó không thấy hút máu. Nên mình lại tiếp tục lên chiến cho anh em xem. Còn anh em xem thì đừng quên cho mình một nút like, một nút đăng ký kênh anh em. Được miễn phí 10 lượt quay có được bốn mấy anh em ạ. À, còn 2 lượt chưa hết anh em ạ. Chưa biết kết quả đâu. Được 20-30 không? Tình hình như này có vẻ cũng khá ổn anh em ạ. Một chấm sáu mỗi tay lên được 9 củ 6. Nếu anh em săn được 10 lượt miễn phí thế này tầm khoảng 100k thôi là anh em bú đập anh em ạ. Hiện tại mình có quay min cược của nó là 240 thôi mà nổ được tình hình là 12 rồi, không biết còn lên thêm nữa không. Không biết lên đến 20 không? Có khi 100 cũng không biết được nhưng mà. Pha này mà xịt nữa thì thôi nhá. Không còn gì mà để nói đây anh em ạ. Xịt anh em ạ, được 12 củ 4. Cũng ngon đấy anh em ạ. Ok anh em, mình sẽ lên loa game xem nghe có khoái không. Sẽ tập trung vào quay cho anh em xem nhé.
Anh em thấy cái hố này nổ có ok không? Vốn 18 lên được 41 anh em ạ. Ngồi dích có 7-8 phút thôi anh em. Khả năng là video của mình đến đây là kết thúc nha anh em. Hẹn anh em ở những cái video sau. Nếu anh em xem thấy hay thì đừng quên cho mình một nút like, một nút đăng ký kênh nha anh em. Bye bye anh em. Hẹn anh em ở những cái video sau nhé.